Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra và vị bác sĩ ngã nhào ra ngoài. Ông ấy khuỵu ngã và đầu gối chống xuống đất, ói ra những giọt chất lỏng còn sót lại trong dạ dày. Tay ông ấy chạm vào một chất dính nào đó và cảm giác như có một con côn trùng đang vặn vẹo dưới lòng bàn tay của mình. Từ phía sau, cánh cửa đóng sầm lại và một đôi giày ống vòng qua thành xe của ông ấy. Đó là người phiên dịch đi cùng, nhưng hắn không cố ý giúp ông ấy đứng dậy. Họ đã có một hành trình dài bằng ô tô với nhiều điểm dừng tương tự nhau. May mắn thay, đây là lần cuối cùng. Bác sĩ rón rén đứng dậy và quan sát môi trường xung quanh. Ông ấy thấy mình đang ở trong một ngôi làng nhỏ, ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp. Ông ấy không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Các chuyến bay, múi giờ khác biệt và hành trình ô tô đã phá hủy nhịp sống sinh học của ông ấy. Ông ấy chỉ biết mình đang ở Trung Quốc, một vùng nông thôn nào đó rất xa. Ông ấy đã cố gắng tra cứu bản đồ bằng điện thoại trong suốt cuộc hành trình, nhưng bị mất tín hiệu từ lâu. Có một điều rõ ràng, đó là giữa đêm tối, đèn pha của ô tô là nguồn sáng duy nhất trong làng. Tuy nhiên, không ai ra đón họ. Bác sĩ phủi tay và quay sang người phiên dịch của mình. Người đàn ông gật đầu về phía một túp lều nhỏ gần cuối làng, nằm ngoài tầm với của đèn pha. Người phiên dịch là một người ít nói. Hắn vừa châm biếm vừa vô ích. Bản thân vị bác sĩ cũng không biết một từ phổ thông nào. Trong im lặng, hai người đàn ông đến gần túp lều. Bác sĩ đưa tay định gõ cửa, nhưng người phiên dịch đã đẩy cửa vào. Bên trong chỉ có ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn. Hầu như mọi thứ đều bị bao phủ trong bóng tối. Trời gần như tối đến mức họ không thể nhìn thấy mạng nhện. Những sợi dây mềm mại hầu hết tự phủ khắp mọi ngóc ngách, bức tường và vật dụng trong túp lều nhỏ. Một số mạng nhện còn che lấp toàn bộ nội thất đằng sau. Vị bác sĩ lắc đầu. Ông ấy đưa cho người phiên dịch một cái khẩu trang và đôi găng tay dùng một lần. Một cách khó chịu, người phiên dịch dẫn đường nhưng không đeo vào. Thay vào đó, hắn đi thẳng vào trong. Sau vài giây suy nghĩ, bác sĩ theo sau. Chỉ có điều ông ấy cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Có gì đó không đúng lắm ở đây. Đây, người phiên dịch nói. Đó là từ đầu tiên anh ta nói ra trong vài giờ. Anh ta đang đứng sau một bức màn nhỏ, hình như nhìn xuống một thứ gì đó. Khi bác sĩ cùng anh ta đến đó, và mùi hôi thối khiến ông cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nằm trên giường là một người đàn ông tiều tụy. Có vẻ như ông ấy đã không ăn trong nhiều ngày. Cổ tay và mắt cá chân của ông ấy bị trói chặt vào giường. Sự chặt chẽ đến mức tuần hoàn của ông ấy bị tắc nghẽn. Bác sĩ nhìn thấy ngay dấu hiệu hoại tử lan rộng khắp lòng bàn tay. Nhưng họ đã quá muộn. Người đàn ông này không thể di chuyển. Ngực của ông ấy không có dấu hiệu thở lên xuống. Tệ nhất là ông ấy chắc đã chết từ nãy giờ rồi. Có những tấm mạng nhện phủ trên làn da xám xịt của ông ấy, giống như một loại vải niệm trong một đám tang tử thần. Người phiên dịch lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng quan thoại. Không khó để nhận ra sự thất vọng rõ ràng trong giọng nói của anh ta. Cả một đêm lái xe đến nơi xa vắng như thế này để làm gì? Người phiên dịch đá một chiếc ghế đầu bằng gỗ. Âm thanh bị bóp nghẹt bởi lớp mạng nhện dày khi anh ta xông ra khỏi túp lều. Nhưng có gì đó không ổn ở đây. Bác sĩ vẫn chưa thể bước ra ngoài. Độc chất học, đó là lĩnh vực của bác sĩ. Chất độc, nọc độc, chất nhiễm trùng xuất hiện vết cắn. Đúng vậy, không có vết cắn nào trên cơ thể của người đàn ông này. Từ đầu đến chân, dưới lớp tơ nhện, không có vết khâu, vết bầm hay vết thủng. Những đường gân sẫm màu duy nhất nổi bật trên đầu ngón tay của người đàn ông khi chúng thối rữa vì máu ứ đọng, không liên quan gì đến chất độc. Và một điểm lạ nữa là một túp lều chứa đầy xác chết, đầy mạng nhện, nhưng không có bất kỳ con nhện nào. Một tiếng hét vang vọng khắp túp lều, chiếc giường rung dữ dội. Bác sĩ kinh hoàng nhìn xuống khi thấy người đàn ông không chết như cảm nhận ban đầu của mình. Ông ấy lắc mạnh theo một cách nào đó, căng theo các sợi dây buộc trên tay chân của mình. Bác sĩ gọi người phiên dịch ngay lập tức. Người phiên dịch thét lên điều gì đó bằng tiếng quan thoại, cố gắng lấn át tiếng hét của người đàn ông sắp chết, nhưng vô ích. Người đàn ông hất đầu qua lại, cố gắng húc cằm bằng cậu ấy hoặc đập đầu vào bức tường gần nhất, không giúp ích được gì. Người đàn ông mở đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể giúp ông ấy thoát khỏi sự trói buộc. Không cần suy nghĩ, bác sĩ nắm lấy đầu của người đàn ông và giữ nó cố định. Bác sĩ nhìn vào đôi mắt đang khóc của người đàn ông. Kỳ quái, nếu không biết rõ, bác sĩ sẽ cho rằng đôi mắt này trông gần như thể bị mạng nhện che lấp bên dưới mi mắt, che khuất cửa sổ tâm hồn của người đàn ông. Những cổ bóng nhỏ màu bạc có chất lỏng dày tập trung ở các hốc mắt, quá đặc, quá âm u để có thể là nước mắt. Từ một nơi nào đó bên dưới màn sương mù, con người của người đàn ông nhìn thấy vị bác sĩ. Trong tích tắc, cơ thể của ông ấy rơi vào bất động, như thể ông ấy hoàn toàn thư giãn. Hoàn toàn. Một tiếng xì xào khó chịu phát ra từ cổ họng của người đàn ông.
bác sĩ tìm đến người phiên dịch để được giúp đỡ. Hãy trả tự do cho tôi. Bác sĩ nhìn xuống bệnh nhân của mình. Đây là phần mà ông luôn ghét nhất. Bạn quyết định để ai đó ra đi vào thời điểm nào? Khi nào là quá muộn? Liệu có đúng không nếu vị bác sĩ quyết định như vậy? Nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt mình, một làn sóng buồn bã bao trùm lấy vị bác sĩ. Đánh giá ban đầu của ông ấy đã đúng. Quá muộn rồi. Ngay cả khi ông ấy có thể điều trị chứng hoại tử ở tay chân của người đàn ông bằng cách cắt cụt, vẫn còn tình trạng đói và mất nước cần được giải quyết. Và sau đó là nọc độc rõ ràng từ nhện. Ngoại trừ không có dấu hiệu của nọc độc, có lẽ vẫn chưa muộn. Với phương pháp điều trị thích hợp, có thể có cơ hội để cứu. Cổ tay của người đàn ông bị bẻ gãy như một chiếc găng tay lỏng lẻo bằng xương, có thể dễ dàng kéo ra khỏi dây chói. Mùi thịt thối rữa xộc vào mặt bác sĩ. Bác sĩ kinh hoàng khi người đàn ông kéo bàn tay tàn tạ của ông ấy ra, không bị ràng buộc vào chiếc giường nữa. Người đàn ông gầm lên như thú. Ông ấy ngồi dậy và ngửa đầu ra sau và bắt đầu đập mạnh bằng những gì còn lại trên tay. Xương cổ tay lởm chởm, hầu như không được bao bọc bởi lớp da mỏng như tờ giấy. Ông ấy đập liên tục vào trán, mỗi cú đập càng lúc càng mạnh hơn. Bác sĩ đứng đơ ra tại chỗ, nhìn chăm chăm khi người đàn ông đang tự đập đầu mình. Da bị tách ra, để lộ xương trắng, vết nứt xương. Sau đó, với chút sức lực cuối cùng còn lại của người đàn ông, ông ấy quay lại và đập hộp sọ bị nứt của mình vào bức tường, đưa nửa đầu phía trước vào như một quả bóng rổ bị xì hơi. Sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào bao trùm túp lều. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào thi thể. Một hình ảnh trông có vẻ hài hước hiện ra trong đầu bác sĩ. Cái đầu trông giống như một chiếc túi nhựa màu đỏ mà ai đó đã bỏ lại trên sàn, đầy những mảnh gốm vỡ. Bác sĩ gần như mỉm cười, nhưng sau đó những con nhện xuất hiện. Lúc đầu chỉ là một con, sau đó là 10, sau đó như một dòng suối, và rồi như núi lửa phun trào, phun ra từ các khe hở trên đầu người đàn ông như nguồn nước bắn ra từ một con đập đang sụp đổ. Những con nhện quằn quại và lan tan quanh chân họ. Bác sĩ và người phiên dịch giật mình và chạy nhanh hết sức ra cửa. Họ đạp lên chúng và chạy theo hướng vào ngôi làng chỉ trong vài giây. Nắm lấy tay nắm cửa, họ nép mình qua từng tốp nhện. Người phiên dịch ném nó ngược lại và gần như đâm vào một cái cây khi ông ấy quay trở lại con đường đất. Họ lái xe suốt đêm, không nói chuyện. Bác sĩ kiểm soát được nhịp thở của mình, nhưng tim vẫn không ngừng đập trong suốt thời gian đó. Ông ấy không thể xua đi những hình ảnh tràn ngập trong đầu mình. Nhện, nhện hồng nhỏ xíu khắp mọi nơi. Mặt trời vừa mọc, tài xế bất ngờ tấp vào lề. Đôi mắt anh ta mở to, khuôn mặt anh ta tái nhợt một cách chết chóc. Anh ta không nói một lời khi ngồi về phía trước, đưa tay xuống phía sau áo sơ mi và lôi ra một con nhện nhỏ màu hồng. Bác sĩ hét lên vì sốc và vội vàng lấy một cái ống thí nghiệm để người đàn ông ném con nhện vào. Hai người đàn ông ngồi phía trước xe trong ánh nắng ban mai ấm áp, nhìn chằm chằm con nhện của ống kính. Nó trông mềm mại, đó là điều kỳ lạ nhất về nó. Thay vì có một bộ xương ngoài cứng màu sẫm như các loài nhện khác, loài nhện này trông có nhiều thịt. Không, điều đó không đúng lắm. Nó có vẻ béo, nó trông có vẻ nhăn nheo, giống như các bộ phận của cơ thể bị lộ ra trong các vụ va chạm do chấn thương. Các nếp nhăn và nếp gấp của các tế bào mềm màu hồng với các chất béo lắng đọng. Ngoại trừ việc nó không thể được tạo ra từ những thứ đó, nó là một con nhện. Khi họ quan sát, con nhện dường như nhận ra sự chú ý của họ. Nó đứng trên lưng bằng bốn chân và nâng những chân còn lại trên không trung, trông như thể nó đang thực hiện một điệu nhảy giao phối nào đó. Nó quay lưng về phía họ để lộ một hình chấm sáng màu trên bụng. Bác sĩ đưa mắt ra khỏi điệu nhảy của con nhện. Mặt trời đã khuất, màn đêm lại buông xuống, bụng ông nhói lên vì đói. Nhưng không đúng lắm, mặt trời chỉ mọc khoảng vài giây trước. Cơn đau đầu bắt đầu khi bác sĩ bắt đầu chuyến bay của mình. Bây giờ đã qua 5 giờ đồng hồ và bác sĩ đang ở đâu đó trên đại dương. Ông biết đêm nay ông sẽ không thể ngủ. Ông không thể xóa bỏ hình ảnh của những con nhện đó ra khỏi tâm trí của mình. Bác sĩ cần phải báo cáo điều này, và ông ấy sẽ làm được, chắc chắn, nhưng vẫn chưa. Một con nhện bò lên chỗ ngồi trước mặt bác sĩ. Tim ông như ngừng đập, và ông vội vã trở lại chỗ của mình, mắt mở to. Trên sàn máy bay, những con nhện hồng ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng không có thật. Chúng không có thật, chỉ là trí tưởng tượng của bác sĩ. Bác sĩ cần nghỉ ngơi một chút, đó là những gì ông ấy cần làm vào lúc này. Ông ấy sẽ bay trở về nhà, đợi cơn đau đầu qua đi, và rồi sẽ gọi điện cho một ai đó. Nhưng hiện tại, ông ấy cảm thấy quá lo lắng để làm bất cứ điều gì. Hormone adrenaline của ảo giác hoạt động nhanh chóng, và bác sĩ có thể cảm nhận được chiếc ống thủy tinh trong túi thỉnh thoảng bị gõ vào, cầu xin sự chú ý. Đầu bác sĩ nhức nhối, ông ấy đưa tay vuốt tóc. Không thể nào,
có phải tóc ông đã chuyển sang màu bạc không? Trong sự thất vọng, ông ấy đưa tay lên và gõ vào trán mình. Cơn đau đầu biến mất gần như ngay lập tức, một cách đáng ngạc nhiên. Không biết như vậy có ổn không nhỉ? Ông ấy ngồi vào đó trong vài phút, gõ ngón tay vào trán, và trước khi ông ấy nhận ra điều gì, ông ấy đã ngủ say. Tất cả những sợ hãi và lo lắng đã bị bỏ sau. Chỉ có điều, chúng không ở phía sau. Khi bác sĩ xuống máy bay và đi bộ về căn hộ của mình, không còn con nhện nào nữa. Tại sao không? Không phải nên có nhiều nhện hơn à? Ông ấy chắc chắn muốn nhiều nhện hơn. Cơn đau đầu của ông ấy trở lại. Ông ấy uống nước, uống thuốc, ngủ trưa và tắt hết đèn. Nhưng dường như không có gì khá hơn. Ngay cả việc khai thác cũng ngừng hoạt động, nhiều nhện hơn. Một cuộc gọi làm sáng màn hình điện thoại của ông ấy, một số quốc tế. Ông ấy mất nhiều thời gian để trả lời nó. Đó là người phiên dịch. Giọng người đàn ông chói tai, hốt hoảng, khác xa những gì bác sĩ đã từng nghe trước đây, ngay cả khi họ đang chạy trốn lũ nhện. Người phiên dịch không thể nói rõ điều gì. Những lời nói của ông ấy lọng ngọng và các câu nói của ông ấy dừng lại và bắt đầu dường như một cách ngẫu nhiên. Không cái nào trong số đó có ý nghĩa. Bác sĩ vặn nhỏ âm lượng điện thoại của mình. Nó quá to khiến ông ấy đau đầu. Ồn ào quá. Chính phủ biết. Lẽ ra phải đeo găng tay. Quá muộn. Đau quá. Hân hạnh. Sử dụng cái búa. Không lời nào là có ý nghĩa trong số đó. Bác sĩ nhìn xuống màn hình điện thoại của mình. Cuộc gọi bị tắt. Điện thoại của ông ấy tắt nguồn. Pin vẫn đầy một phút trước cơ mà. Mấy giờ rồi? Và những con nhện ở đâu? Bác sĩ tự đấm vào đầu mình. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của ông ấy. Bây giờ ông ấy đang nằm trên giường. Có thứ gì đó màu đỏ xung quanh ông ấy. Cái gối của ông ấy bị nhuốm đỏ bằng thứ gì đó có thể từ đầu ông ấy. Chiếc ống nghiệm vẫn nằm trên bàn cạnh giường. Chỉ có điều, nó giờ đã trống rỗng. Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra? Không phải vừa nãy bác sĩ đang đứng trong bếp sao? Ông ấy đang lãng phí thời gian. Ông đưa tay vuốt tóc, những dây vải bám vào giữa các ngón tay. Ông ấy ngồi dưới bàn làm việc với một cái búa trên tay. Cảm giác hưng phấn tràn ngập khắp cơ thể. Chỉ một lần nữa thôi. 8 lần nữa. Ông ấy đập búa vào trán. Endorphin tràn ngập mọi tế bào trên cơ thể, mạnh đến mức ông ấy gần như ngất đi. Khi các hóa chất tạo khoái cảm lan vào bên trong, tơ nhện tràn qua lỗ chân lông trên da. Dây nhện giờ đã răng khắp căn hộ của bác sĩ. Chỉ một cú đánh nữa thôi. Thêm 8 lần nữa. Cảm giác đó, nó chỉ là như vậy. Cổ tay của ông ấy, mắt cá chân của ông ấy có mấy chi? 4. Không đủ. Ánh sáng đó, ông ấy giờ đang ở đâu? Các con số xung quanh của ông ấy, thật khó để nhìn thấy chúng. Có gì đó trong mắt ông ấy, mọi thứ trông mờ ảo và xa xăm. Nỗi đau, cơn đau đã trở lại. Đầu của ông ấy. Ai đó làm ơn. Ông hét lên và chống lại những dây chói trên tay chân của mình. Nỗi đau. Không thể, không thể. Ông ấy cần phải làm gì cho nó dừng lại. Chỉ một cú đánh, thì cần một cú đánh nữa từ chiếc búa. Vậy là đủ. Có gì đó ở sau mắt ông ấy. Ông ấy có thể cảm thấy nó. Có thứ gì đó đang bò ở phía sau nhãn cầu. Nhưng điều đó không quan trọng. Không có vấn đề gì, ngoại trừ làm cho nỗi đau này chấm dứt. Không còn nhức đầu nữa, chỉ một cú đánh nữa thôi. Đó là tất cả những gì ông ấy cần. Các nhân viên bệnh viện chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Việc này vượt quá khả năng của họ. Trong đêm khuya, họ sắp xếp để chuyển bác sĩ đến một cơ sở chuyên khoa trên xe cấp cứu. Thật khó khăn để đưa ông ấy ra khỏi giường của mình vì mạng nhện tiết ra từ da của ông ấy đã buộc ông ấy vào vải lanh. Như định mệnh đã xảy ra, một người lái xe say rượu mang đến cho bác sĩ điều ước cuối cùng của mình. Không thấy đèn đỏ, tài xế lao hết tốc lực vào hông xe cứu thương, khiến xe lao khỏi đường và lao xuống đồi, giết chết tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả bác sĩ. Khi cảnh sát đến hiện trường, vào đầu giờ sáng, họ phát hiện người tài xế đang ngồi nhìn chằm chằm vào một con côn trùng nhỏ bên đống đổ nát. Người lái xe không hề hấn gì với vụ việc, khiếu nại duy nhất của anh ta trong đêm đó, sau khi bị cảm giác tạm giữ, là cảm giác thấy đau đầu nhẹ. Bất kỳ ai trải qua cơn đau đầu đó có khả năng rằng họ đã tiếp xúc với SCP-632, một loài nhện dị thường có biệt danh là những suy nghĩ Arachnid xâm nhập. Các báo cáo chưa được xác nhận về các đàn nhện bí ẩn đã mọc lên khắp châu Á, đặc biệt là ở vùng nông thôn Trung Quốc trong vài thập kỷ, liên quan đến sự bất thường này. Vào năm 1972, dân số của một thị trấn vô danh ở tỉnh An Huy đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Cả một thị trấn xác sống, mỗi người đều bị khoét đầu, thiếu chất não, với 106 người chết và 23 người bị thương. Trường hợp này cho đến nay là vụ gây nhiễm SCP-632 được xác nhận là gây chết người nhất. Thật kỳ lạ, về mặt sinh lý, SCP-632 có thể được coi là dễ thương. Cơ thể của chúng có kết cấu dạng vảy, màu hồng tươi và trên thực tế được tạo thành từ mô người.
chính xác là mô não người được phủ một lớp mỡ bảo vệ. Như đã xảy ra với bác sĩ không may mắn của chúng tôi, SCP-632 sinh sản ký sinh trong hộp sọ của con người. Cơ chế chính xác của quá trình này vẫn chưa rõ ràng. Người ta tin rằng SCP-632 lây nhiễm cho vật chủ là con người thông qua một loạt các yếu tố kích hoạt giác quan. Những người bị nhiễm đã từng được chứng minh là đã tiếp xúc với những thứ sau đây. Đầu tiên, xem mô hình trên bụng của SCP-632 lộ ra trong vũ điệu mà loài nhện thường thực hiện dưới sự quan sát. Thứ hai, tiếp xúc vật lý với SCP-632 và cuối cùng là tiếp xúc với các hợp chất hóa học chưa xác định được tiết ra về các cơ thể SCP-632 cũ hơn. Đây là lúc mà vận may không đứng về phía bác sĩ của chúng tôi. Ông ấy đủ thông minh để đeo găng tay trong cuộc chạm trán với SCP-632 ở Trung Quốc. Điều này có thể đủ để bảo vệ ông ấy khỏi bị lây nhiễm. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông ấy đã ngã ra khỏi xe. Tay ông đã hạ trực tiếp vào một mạng lưới SCP-632, nơi chứa một con nhện sống đơn độc. Nếu ông nhớ đến viên thuốc say xe của mình, điều này có thể tránh được. Trong vòng 3 giờ kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với SCP-632, đối tượng sẽ bắt đầu bị đau đầu nhẹ. Sau đó là cảm giác kỳ lạ rằng da của họ đang mọc tơ. Trong giai đoạn này, Quest MRI đã phát hiện ra rằng các cấu trúc giống như sợi tơ nhỏ bắt đầu hình thành trong mô não của vật chủ. Khi những sợi tơ này sinh sôi và lan rộng khắp não, các đối tượng cho biết họ đang phát triển nỗi ám ảnh về nhện. Các mô não bị suy thoái dần dần, dẫn đến những thay đổi về tính cách và tâm trạng, cũng như hành vi phi lý trí. Trong những ngày tới, cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng hơn khi các tế bào sợi ép vào các mạch máu lót bên trong hộp sọ. Các đối tượng nhận thấy rằng họ có thể giảm bớt cảm giác này bằng cách gõ hoặc đập vào trán, thay thế nó bằng cảm giác dễ chịu khi các sợi tơ tiết ra endorphin khi va chạm. Đây là một phần của hành động độc ác cuối cùng của SCP-632. Sau 6 đến 7 ngày, khi cơn đau đầu của vật chủ trở nên tồi tệ hơn, họ thấy mình phải đập vào hộp sọ ngày càng nhiều hơn để giảm bớt cơn đau và khiến lượng hóa chất đó tăng cao. Cuối cùng, bị phát điên bởi cơn đau bên trong đầu, họ tự phá vỡ hộp sọ của mình. Tại thời điểm này, tất cả những con nhện đang mang thai đã hình thành trong các sợi tơ trong não của chúng. Ước tính số lượng từ 80 đến 200 có thể thoát ra ngoài qua lỗ mở. Do những khó khăn trong việc quản thúc đặc biệt do đặc tính nguy hiểm của nó gây ra, SCP-632 đã được xếp loại vào lớp đối tượng Euclid. Hiện có một thuộc địa sống của SCP-632 được lưu trữ trong cánh quản lý sinh học của khu vực 52. Chúng được đặt trong một bao vây nhỏ có kích thước 20 x 40 x 20cm và được duy trì bằng chế độ ăn của côn trùng và nước được cung cấp thông qua một máy hút chân không. Tất cả nhân viên làm việc gần SCP-632 đều được kiểm tra thường xuyên. Tiếp xúc vật lý với bất kỳ SCP-632 nào đều bị nghiêm cấm và tất cả nhân viên phải luôn mang theo thiết bị bảo hộ và mặt nạ phòng độc trong khi xử lý các mẫu vật sống hoặc đã chết. Họ theo dõi chặt chẽ bất kỳ ai phát triển bất kỳ triệu chứng nào, đặc biệt là đau đầu, cảm giác như tơ trên da hoặc nghĩ loài nhện xâm nhập. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác theo các hồ sơ của tiến sĩ Bob. SCP-538, nhện bóng tối. Đề phòng trường hợp bạn chưa cảm thấy đủ hoang đường về loài nhện, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.